Mọi người ơi, mọi người, con chỉ nói đây nè, cái này tôi muốn xin chuyện có cho vũ nhé. Con chỉ nói đây nè, tôi gánh. Bố 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 cũng chửi con. Ôi sao mãi mãi là bố thân yêu của con. Bố ơi, bố đang chửi con nha bố. Bố ơi, con lúc nào mọi người, con lúc nào cũng là một người yêu bố nhất. Cứ không cố tình để làm xảy ra chuyện này đâu. Anh ấy không có người làm thế này. Tại cô ấy làm, cô ấy làm không chắc chắn. Để cho con làm như thế đấy bố ạ. Thủ An không biết làm gì đâu. Bố đừng chửi con cho bố nhé. Bố là mãi mãi bố thân yêu của con. Con yêu bố lắm. Biết bố đi làm vất vả để muốn cho con những thứ này. Con cũng nói rồi bố, con xin bố. Thế là được con bố ạ. Bố ơi, con sẽ suốt đời này con không bao giờ nói dối bố đâu. Bố hãy như thế với con. Bố đừng bao giờ bỏ con vực, đừng bao giờ chửi con. Xin bố, bố đừng bao giờ chửi con nhá. Con không cố tình làm ra chuyện này đâu. Bố đừng chửi con nhá. Bố mãi mãi bố thân yêu của con, bố thân ơi.